Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Triple Y. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Triple Y cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần: Glutathione, Polypodium leucotomos (chiết xuất lá dương xỉ), Punica granatum (chiết xuất lựu đỏ), Placenta (chiết xuất nhau thai cừu). Dạng bào chế: viên uống. Công dụng: giúp da trắng sáng và đều màu chống nắng toàn thân bảo vệ da trước tác hại từ các tia uv khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử hỗ trợ giảm thâm nám và đốm nâu giúp giảm nếp nhăn và nứt chân chim trên da cấp ẩm giúp da mịn màng và săn chắc tăng độ đàn hồi làm chậm quá trình lão hóa da nghiên cứu lâm sàng viên uống triple white đã được chứng minh trang sáng gấp 10 lần so với giả dược. Khả năng chống nắng gấp 6 lần so với giả dược. Khả năng làm trẻ hóa gấp 10 lần so với giả dược. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Mỗi ngày uống 2 viên chia 2 lần vào buổi sáng và trưa sau khi ăn. Uống đủ một liệu trình 3 đến 4 tháng sau đó ngừng 3 tháng. Chống chỉ định. Mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Nhà sản xuất. Hoa Kỳ. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Chippo White, đồng thời biết cách sử dụng Chippo White sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.